Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Do cái nhu cầu sử dụng nước sạch đó, nên là hầu như nhà nào cũng có cái máy lọc nước Aero nha các bạn. Mình sẽ làm một cái video để kiểm tra cái chất lượng nước của cái máy lọc nước Aero của nhà mình, và cũng để cho các bạn theo dõi. Và các bạn cũng nên kiểm tra cái chất lượng nước của máy lọc nước của nhà các bạn. Để kiểm tra thì mình phải có một cái dụng cụ hay là cái thiết bị để kiểm tra, đó chính là cái bút TDS này nha các bạn. Cái bút TDS này nè nha. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái bút này ra đó. Đây à. Đó, phía bên trong này có một cái catalog các bạn ha. Nói chung là sách hướng dẫn á. Chiều dài của cây bút này thì nó cũng tương đương với một cây cái viết bình thường mình viết nha các bạn. Như vậy cũng không dài, chiều ngang thì có thể phân rưỡi vân vân. Như các bạn. Về bút thử nước TDS thì ở trên cái phần của phía trên này chúng ta thấy có 3 nút nè. Nút 1, nút 2 và nút số 3. Thì nút đầu tiên là nút on off nha các bạn, nút này nút on off nè. Để mà mở cái bút ra, tức là mở điện á. Cái nút thứ hai là nút temp, là nút nhiệt độ. Thì cần xem nhiệt độ môi trường bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhấn vào đó. Và nút hold ở trên là nút giữ cái dữ liệu trên cái màn hình nó hiện á, là bấm vô là nó giữ lại luôn. Mình em để mình coi đó các bạn. Rồi bây giờ nè, mình sẽ nhấn vào nút đầu tiên là nút on off nha, là mở cái tức là mở điện á, mình bật điện á. Rồi nhấn cái, các bạn thấy không, nó lên 3 số 0 đúng chưa. Và ở đây là mình sẽ cái giữ 3 số 0 này, khi mình đo chất lượng nước á thì nó sẽ biến đổi số liệu trên đó. Rồi sau đó thì mình nhấn nút hold là nó giữ lại số liệu. Còn ở đây nếu mà mình muốn coi nhiệt độ môi trường thì các bạn nhấn vô nút temp đó. Thì hiện nay ở đây là nó là 30 độ 6 nha các bạn, 30 độ C đó các bạn, 30,6 độ C đó. Mà nếu nhấn nữa thì nó tính sang độ F nha các bạn đó, cũng lúc đó. Thì hiện nay nó là 87 độ độ F nha các bạn đó. Mà nếu chúng ta nhấn tiếp nữa thì thông thường của mình là xài độ C thì mình để độ C. Còn nếu chúng ta nhấn tiếp nữa là nó trả màn hình để đo, để đo chất lượng nước, hay nói cách khác là đo tổng các chất rắn hòa tan trong cái trong nước mà để đo bằng thiết bị này. Còn nút hold trên này là nó giữ màn hình lại các bạn nhé, như các bạn biết rồi. Trên đầu bút chỗ TDS này, chỗ này thì có tháo nắp ra là chúng ta có bao nhiêu pin nha các bạn, bao nhiêu pin để cung cấp cho cái màn hình này nè, để thôi. Rồi ở đây tôi không tháo là chi mất công ha. Rồi bây giờ sẽ tháo nút đầu bút là nút này nha các bạn. Đó. Ở đây thì các bạn thấy gì, nó nhìn thấy có điện cực màu trắng nè ha. Thì ở đây có 2 điện cực thôi, và 2 cái điện cực này là mình sẽ nhúng vào nước để mình đo cái hàm lượng chất rắn hòa tan trong nước ha. Nó báo chỉ số bao nhiêu các bạn nha. Đó. Giờ tôi quay cái bút lên cho các bạn thấy luôn cái hai cái đó. Đây hai cái cực nè, hai cực này nè. Đó là hai cái cực kim loại đó, để lúc mà chúng ta đo thì nó sẽ tiếp nhận với nước, và như vậy thì khi dòng điện chạy trong nước thì nó sẽ báo cái hàm lượng chất rắn đang hòa tan ở trong nước nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình để xuống. Như vậy thì đây là một cây bút
PDF nha. Và đây là cái vỏ bảo vệ, bên trong đó nó có một cái catalog. Thì tôi đã bỏ catalog phía trong rồi, thì thỉnh thoảng là chúng ta cần nên đọc catalog để hiểu rõ thêm cái tính năng của cái bút TDS này nha các bạn. Rồi giờ ba nút này mình nói lại nè, nút này là on off để mở màn hình nè nha. Bây giờ màn hình đang sáng nè, tắt nè các bạn, đó xong là tắt. Nút on off để tắt mở màn hình. Nút time là cái nút mà đo, nhấn đo cái nhiệt độ của môi trường đó. Rồi nút hold là nút giữ màn hình. Bây giờ mình lặp lại một cái nè, đó giờ muốn biết nhiệt độ môi trường các bạn nhấn ở đây nè, đó 31 độ, 31 độ nha, độ C các bạn. Còn nhấn nữa là độ F nha các bạn, đó 87,8 độ F. Rồi xong rồi nhấn tiếp là trả màn hình về để mà đo của hàm lượng khoáng và tắt nè các bạn. Xong được chưa? Đây là biểu đồ tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước. Về màu á, màu sắc á, biểu thị từ màu xanh lơ cho đến là màu đỏ nha các bạn. Còn về chữ số thì từ 0 ppm cho đến 500 ppm trở lên nha các bạn. Trong đó thì chúng ta thấy là nước an toàn cho con người là từ 0 ppm cho đến 170 ppm. Từ 170 ppm trở lên á thì nước chỉ sử dụng cho sinh hoạt thôi nha các bạn. Còn nước uống lý tưởng là từ 0 ppm cho đến 50 ppm nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đo cái nguồn nước cấp thủy cho nhà của mình nha các bạn, nước sinh hoạt đó. Như vậy thì mình sẽ kiểm xem thử coi cái mức độ hòa tan chất rắn trong nước này nó là bao nhiêu nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành này các bạn. Đó, lấy nước nha các bạn. Rồi khi mình là lấy nước xong, mình sẽ đưa cái bút thử vô nha các bạn. Mở nguồn rồi mình để vô nè các bạn. Đó, nó vừa ngập đến cái hai cái chân kim loại là đủ rồi nha các bạn, chứ không cần nhiều ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ zoom tới để mình coi thử là nó là bao nhiêu. 525 nha các bạn ha. Đó. Khó nhìn thấy quá các bạn ha. Như vậy là tổng hòa tan chất rắn trong nước cấp cho nhà mình đó là 525 ppm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cái tổng cái chất rắn hòa tan trong nước của cái máy RO của nhà mình nha các bạn. Thì cái vòi phía bên trái này nè, cái vòi này nè là vòi nước tinh khiết, hay nói cách khác là cái vòi mà nước từ RO ra thẳng đó luôn đó các bạn. Của cái loại lọc RO là ra thẳng đó luôn đó. Mình sử dụng lại cho các bạn thấy nè. Đó, vòi bên trái. Đó, đó vòi bên trái nha các bạn ha. Rồi, mình trả trở lại, trả màn hình trở lại. Rồi, bây giờ mình mở nước nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình đưa vô để mình đo nè. Mở nguồn các bạn. Đó, rồi mình đưa lên. Không 23.
Rồi mình lấy thước ra nè các bạn, mình lấy bút ra, mình lau sạch cũng được. Bây giờ mình đo cái chất lượng nước của vòi phía bên phải này các bạn. Cái vòi này là đã bù khoáng, đã bù khoáng nha các bạn nha. Cái bù khoáng tức là đi qua năm cái lõi bù khoáng đó các bạn. Đây là cái vòi phía này nè, đó bên phải nè, đó thấy không, đây lõi đã bù khoáng đó các bạn, thấy không, có khoáng đó, khoáng chất đó, nghi khoáng chất đó đúng không. Giờ mình rửa ra nè, zoom ra nè, zoom out. Đó. Bây giờ mình sẽ mở nước nè. Rồi xong thì mình để ở đây. Mở nguồn nha các bạn. Xuân bút TDS. Rồi đưa lên luôn. Như vậy độ khoáng ở đây nó lên đến bao nhiêu, mà để chùm tới coi sao. Đó. Độ khoáng ở đây là 0,60 nha các bạn. Như vậy là bổ sung của cái dàn khoáng á, nó sẽ tăng cái chất hòa, chất rắn hòa tan vô trong nước. Nhưng mà những cái chất này là những chất mà được bổ sung, được kiểm soát, được bổ sung cho cần cho cơ thể, cho nên mình không có ngại gì ha. Mặc dù là không là 60 BPM nha, nó ở đây là độ khoáng là 60 BPM nha các bạn, của cái bút thử TDS ha. Bây giờ mình zoom ra chút xíu. Số 10 gần tới đây. Muốn cái chỉ số trên màn hình này không có thay đổi, tức là sau khi mình lấy cái thước ra, cái bút ra thì các bạn nhấn hold nè. Nó cái này. Đó, rồi là giữ nguyên rồi đó. Rồi lấy ra luôn nha các bạn, nó vẫn giữ nguyên. Nó vẫn giữ nguyên nha, khoan chờ chút xíu. Lấy nước bỏ vô đây mới được, không nó kỹ nữa, tùm lum hết. Rồi, đây. Đó các bạn thấy không? Nó vẫn là 60 nha. 60 BPM. Tức là nước ở đây đã có khoáng rồi nha các bạn nha. Rồi. Nhấn trả. Rồi, tắt. Còn nước nằm ở xô này là nước thải do máy lọc nước LO của nhà mình thải ra nha các bạn. Đó. Do cái đường ống phía sau nó thải ra. Thì nước này chắc chắn là cái mức độ mà chất rắn hòa tan rất là nhiều. Tại đây là nước thải sau khi ra LO một ngửa là mình lấy để uống sử dụng để ăn trong nhà. Thì cái nước thải á, là nó thải ra đây. Và sẵn đây mình cũng nói luôn, cái thải của cái máy lọc nước này đó là 30% lấy và 70% là thải ra nha các bạn. Còn nếu máy nào mà tốt thì 40 là lấy để xài, còn là 60 là thải ra nha. Thì hai cái mức độ như vậy để cho các bạn biết. Bây giờ mình sẽ mở máy lên, mở cái bút TDS lên và mình thử nè các bạn. Đó, thử cho các bạn coi luôn nè, chuẩn bị nha. Đó, xuống nước luôn nè. Đó. Rồi, mình bấm hold, mình giữ nha các bạn. Rồi, mình sẽ đưa lên đây cho các bạn coi nè. 7,9,11. Các bạn thấy không? Mức độ chất rắn hòa tan của cái nước thải là 791 BPM nha các bạn. Đó, thì như vậy là sáng hôm nay á,
là mình đã đo toàn bộ nước cho các bạn thấy, từ nguồn, từ máy. Máy thì có hai cái, một là nước tinh khiết và thứ hai là nước khoáng để uống, và cái nữa là mình tiếp tục đo cái nước thải ra từ máy lọc nước EDO cho các bạn thấy luôn nha. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.